Chào mừng các bạn đến với Mangadame Officer. Mình là Shin và đây là video dòng thời gian của Bleach. Video này chúng mình đã cố gắng tổng hợp và khiến cho nó trở nên dễ hiểu hết sức có thể. Nhưng có lẽ sẽ dễ hiểu hơn nếu các bạn đã từng xem qua anime Bleach. Lưu ý, video dòng thời gian mà không chứa spoil thì đời không để. Và nếu các bạn thuộc hội Anti-Spoil Spoil Club thì hãy dừng ngay video này lại và đi xem phim đã nhé. Còn nếu các bạn không sợ bị spoil hoặc thậm chí thích bị spoil thì không để các bạn chờ lâu nữa. Chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Đầu tiên, chúng ta cùng đến với các sự kiện trong lịch sử đã nhé. Khoảng 2.100 năm trước, Yamamoto Shigekuni thành lập Học viện Genji và ông trở thành giáo viên của Kyoraku Sunsui, đội trưởng đội 1 hiện tại, và Ukitake Jushiro, đội trưởng của đội 13. Khoảng 2.000 năm trước, Sasakibe Chojiro làm chủ Bankai và chiến đấu với Yamamoto. Từ đó, Yamamoto Shigekuni lấy biệt danh là Gen Ryosai vì có vết sẹo hình chữ thập trên trán sau trận chiến. Khoảng 1.000 cho tới 2.000 năm trước, Yamamoto Shigekuni thành lập nên Gotei 13, tiền thân là một nhóm sát thủ với danh nghĩa là những người bảo vệ. Ngay sau đó thì Unohana Yachiru trở thành đội trưởng của đội 11. Khoảng 1.000 năm trước, Yamamoto trở thành đại đội trưởng, chỉ huy của Gotei 13. Ông lúc này chiến đấu với Zuhabak nhưng đã không giết được hắn ta. Khoảng 200 năm trước, Kyoraku và Ukitake trở thành đội trưởng. Lúc này hầu hết các Quincy đều đã bị tiêu diệt bởi linh hồn giới. Khoảng 150 năm trước, vào khoảng năm 1851, Rukia và Hisana chết ở nhân giới và được gửi đến linh hồn giới. Vào 112 năm trước, Otoribashi Rozuro, người sau này là một Vizier, trở thành đội trưởng của đội 3. Vào 111 năm trước, Ichimaru Gin gia nhập Học viện Tử Thần. Và 110 năm trước, Kiganzo Gosuke giết chết 9 Kenpachi và trở thành Kenpachi mới và cũng trở thành đội trưởng của đội 11. Ichimaru Gin lúc này nhanh chóng tốt nghiệp Học viện Tử Thần chỉ sau 1 năm, lập kỷ lục vào thời điểm đó và gia nhập đội 5. Khoảng 110 năm trước, thời điểm trước lễ giới thiệu đội trưởng mới của đội 12 một tuần, Hikifune Kirio được thăng làm đội trưởng đội vệ binh hoàng gia và từ chức đội trưởng của đội 12. Urahara sau khi trải qua bài kiểm tra năng lực đội trưởng đã vượt qua. Ngày diễn ra lễ giới thiệu đội trưởng mới của đội 12. Vào buổi sáng, Urahara Kisuke chính thức được bổ nhiệm làm đội trưởng của đội 12. Sau đó, ông đi gặp mặt đội của mình. Vào ban đêm, Urahara đã có một cuộc trò chuyện với đội trưởng đội 5 là Hirako. Cùng lúc đó thì Aizen đã nghe trộm được cuộc trò chuyện của họ. Ngày diễn ra các sự kiện thư trùng sáo. Vào buổi sáng, Urahara trang trí lại phòng đội trưởng của mình. Sau đó thì ông và Hiyori đến thăm thư trùng sáo để đề nghị Kurosuchi Matsuri làm phó chủ tịch Viện Nghiên cứu và Phát triển Tử Thần. Từ khoảng thời gian lúc sáng đến giữa trưa hôm đó, Kuchiki Ginrei trở lại trang viên Kuchiki. Yoruichi cũng đến và chơi một trò chơi với Byakuya dù anh ta không muốn. Ukitake thì trò chuyện và uống trà với Shiba Kaien. Vào buổi tối, Ichimaru Gin giết chết tam tịch quan của đội 5 và chiếm lấy vị trí của anh ta. Khoảng 101 năm trước, một tháng trước cuộc điều tra của đội 9 và những vụ mất tích trong linh hồn giới, các công dân ở Rukongai bắt đầu biến mất một cách bí ẩn, chỉ để lại quần áo. Ngày diễn ra cuộc điều tra của đội 9, từ khoảng sáng cho đến giữa trưa, Urahara được thông báo về những vụ mất tích gần đây của Rukongai. Maguruma Kensei, đội trưởng đội 9 lúc bấy giờ, đã cứu Hisagi khỏi lũ hờ lâu. Có 10 chiếc Shihakuso được phát hiện ở dưới đất. Urahara cử Hiyori đi lấy mẫu linh tử của chúng. Vào ban đêm, nhóm của Kensei bị tấn công. Hiyori cũng bị hờ lâu tấn công nhưng được Hirako cứu thoát. Trong rừng Fugai, đội cứu hộ do Yamamoto cử đến tham gia trận chiến chống lại Kensei và Mashiro lúc này đã bị hư hóa, tức hóa thành hờ lâu. Usoda Hachigen xuất hiện để giúp đỡ. Urahara và Tensai gặp nhau tại rừng. Tosen quay lại chống lại những tử thần đồng nghiệp của mình. Aizen và Gin cũng xuất hiện. Tất cả đội cứu hộ bắt đầu quá trình hư hóa. Urahara và Tensai đến hiện trường. Aizen, Gin và Tosen trốn thoát. Urahara cố gắng đảo ngược quá trình hư hóa của những tử thần đồng nghiệp nhưng không thành công. Urahara và Tensai bị bắt và bị xét xử. Yorichi tới rừng phiên tòa và trốn thoát cùng với cả hai. Từ đó, Urahara bắt đầu làm việc với Gigai mới của mình. Khoảng hơn 55 năm trước, vào năm 1946, Kuchiki Byakuya kết hôn với Hisana, chị gái của Rukia. Khoảng 50 năm trước, năm 1951, vào một buổi sáng mùa xuân, Hisana đã chết vì bệnh tật.
vào 49 năm trước, vào năm 1952, Byakuya tìm thấy Rukia và nhận cô vào gia tộc Kuchiki. Rukia ngay lập tức được nhận vào đội 13 của Gotei 13. Vào 44 năm trước, vào năm 1957, Abarai Renji tốt nghiệp Học viện Shino và gia nhập đội 5 của Gotei 13. Khoảng 20 năm trước, 2 tháng trước khi xảy ra sự cố, Aizen Sosuke và đồng bọn đã thành công trong việc tạo ra Hollow dựa trên linh hồn của một tử thần đã chết. Chúng bắt đầu kiểm tra khả năng của nó trên tử thần tại thành phố Naruki. 20 năm trước, vào đêm của ngày xảy ra sự cố Shiba Isin và Kurosaki Masaki chiến đấu với một Hollow mang biệt danh White, Isin nhận được một báo cáo liên quan đến những cái chết bí ẩn ở thành phố Naruki và bắt đầu khởi hành. Anh chạm trán với hung thủ và Aizen cũng can thiệp vào trận đấu đó. Đó cũng là ngày Isin gặp Masaki lần đầu tiên. 20 năm trước, ngày sau khi sự cố diễn ra. Vào giữa ngày, Isin gửi báo cáo sự việc cho đại đội trưởng Yamamoto. Cùng lúc đó thì Kisuke chạm trán Masaki. Vào buổi tối hôm đó, Masaki không thể chống lại được quá trình nhiễm trùng hư hóa. Isin, Kisuke và Ishida Ryoken, cha của Ishida Uryu, gặp nhau lần đầu tiên. Isin quyết định cứu Masaki và Urahara, gắn kết linh hồn của họ lại với nhau. Khoảng 20 năm trước, vài ngày sau khi sự cố diễn ra, Masaki rời khỏi gia đình Ishida. Isin bắt đầu mở phòng khám Kurosaki với sự giúp đỡ của Urahara. Từ khoảng 20 năm trước cho đến khoảng 9 năm trước, Masaki vào đại học, sau đó cô và Isin kết hôn. Ichigo, Karin và Yuzu lần lượt được sinh ra. Ryoken và Kanae cũng kết hôn và có người con trai là Ishida Uryu. Cùng lúc đó thì Hichiraya Toshiro thông thạo Bankai và trở thành đội trưởng của đội 10. 6 năm trước, Zuhabak bắt đầu quá trình tuyển chọn Quincy và lấy đi sức mạnh của Masaki cùng với Kanae. Kanae thì hôn mê và chết sau 3 tháng, còn Masaki lúc đó bị Grand Fisher tấn công khi đang đi cùng với Ichigo và chết vì bảo vệ con trai mình. Nửa đầu dòng lịch sử của Bleach thực sự rất lôi cuốn, nhưng yên tâm đi, nửa sau còn hay hơn gấp bội phần. Các bạn hãy dừng video này lại một chút, lấy miếng bánh và chén trà và cùng mình đi đến giai đoạn tiếp theo của dòng thời gian. Ngày 1 tháng 4, Ichigo và Chad bắt đầu đi học và gặp Keigo và Mizuhiro. Orihime, Tatsuki và Ishida Uryu cũng bắt đầu đi học và tất cả đều được xếp vào lớp 1-3. Từ ngày 1 tháng 4 đến khoảng giữa tháng 5, Rukia được đưa đến thế giới loài người. Cùng lúc đó thì Renji được phong làm đội phó của đội 6. Một ngày thứ 6 của giữa tháng 5, lúc 2 giờ 23 phút sáng, Rukia đến thị trấn Karakura. Lúc 7 giờ 13 phút chiều, Ichigo đánh bại một số kẻ bắt nạt và trở về nhà. Rukia bước vào phòng của Ichigo. Cùng lúc đó, Hollow mang tên Fish Bondi tấn công phòng khám Kurosaki, dẫn đến trận chiến giữa Rukia và Ichigo. Với hắn, sau sự kiện đó, Ichigo trở thành một tử thần. Một ngày giữa tháng 5, Rukia đến trường Ichigo vào ngày hôm sau và buộc Ichigo phải thay thế cô trong vai trò tử thần. Sau đó Ichigo chiến đấu với Hollow tên Hesapodus. Từ khoảng giữa tháng 5 đến giữa tháng 6, Ichigo đã đấu với Acid White, Hollow từng là người anh của Orihime. Sau đó cậu cùng với Rukia và Sado chiến đấu với Straker, Hollow bắt nhốt linh hồn cậu nhóc vào trong con vẹt. Và cuối cùng là sự kiện Ichigo cùng với con chiến đấu với tên Hollow có ngoại hình giống như con dết. Vào ngày 16 tháng 6, Ichigo hỏi Rukia rằng liệu có thể có một ngày nghỉ làm tử thần thay thế hay không. Tatsuki nói với Orihime rằng Ichigo sẽ nghỉ học vào ngày hôm sau. Ngày 17 tháng 6, 6 năm sau cái chết của Masaki, mẹ của Ichigo. Ichigo chiến đấu với Grand Fisher, tên Hollow đã gây ra cái chết cho mẹ anh. Cũng vào hôm đó, Tatsuki nói với Orihime về thời thơ ấu của Ichigo và về cái chết của mẹ anh ta. Ngày 18 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, Ichigo tham dự chương trình trực tiếp của Don Kanoji. Tại đó, anh và Kanoji chiến đấu với tên bán Hollow. Linh hồn giới sử dụng cảnh quay trong chương trình để tìm Rukia. Vài ngày sau buổi sự kiện chương trình trực tiếp, Ichigo đã gặp Ishida. Ngày 18 tháng 7, Ishida thách đấu Ichigo trong trận đấu tiêu diệt Hollow. Cuốn theo đó là trận chiến của Sado và Orihime với những tên Hollow khác. Vào cuối trận đấu, Ichigo và Ishida đã chiến đấu với Menos Grande. Vào ngày 19 tháng 7, Yoruichi đến nhân giới. Ichigo mời Ishida ăn cùng với nhóm mình. Orihime cũng mời Rukia ăn với nhóm của mình. Tối hôm đó, Rukia cố gắng rời đi mà không cảnh báo với Ichigo. Cuối cùng, dẫn đến cuộc chiến giữa Ichigo với Abare Renji và Kuchiki Byakuya.
vào ngày 20 tháng 7, Ichigo buộc phải đến trường vào ngày cuối cùng vì Urahara. Anh phát hiện ra rằng không còn ai nhớ đến Rukia ngoại trừ Orihime. Ngày 21 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, Ichigo luyện tập với Urahara. Ishida tự tập luyện một mình, còn Orihime và Sado thì luyện tập với Shihoin Yoruichi. Ngày 1 tháng 8, Ichigo, Orihime, Chad và những người khác tham gia lễ hội pháo hoa. Orihime hứa với Tatsuki rằng cô ấy sẽ trở lại sau khi hoàn thành việc giúp đỡ Ichigo. Ngày 8 tháng 8, vào lúc 1 giờ sáng, Ichigo, Orihime, Chad và Ishida bắt đầu cuộc hành trình đến linh hồn giới với Yoruichi làm hướng dẫn viên. Trong khi đi qua đan gai, Ichigo và bạn bè bị truy đuổi bởi Kotatsu. Điều này dẫn đến việc họ quay trở lại quá khứ 8 ngày do sự bất thường về thời gian nơi đây. Ngày 1 tháng 8, cả nhóm đến linh hồn giới. Ngày sau đó, Ichigo có trận chiến đầu tiên với Zidanbo. Sau đó cả nhóm chạm trán với Ichimaru Gin lần đầu tiên khi hắn ta chém đứt cánh tay của Zidanbo. Orihime chữa lành cho Zidanbo và Ichigo gặp Shiba Ganzu. Ngày 2 tháng 8, Ichigo và bạn bè đến gặp Shiba Kukaku qua đêm tại nhà cô ấy, trong khi cô ta chuẩn bị đại bác và Ichigo cố gắng học cách kiểm soát linh lực của mình để tạo ra một kết giới. Vào ngày 3 tháng 8, Kukaku bắn Ichigo và cả nhóm vào Serete. Sau khi va chạm với rào chắn, cả nhóm bị tách ra. Ichigo nhanh chóng có cuộc chiến với Madarame Ikaku. Ganzu chiến đấu với Ayasegawa Yumichika, còn Uryu thì chiến đấu với Ikazaka Zirobo. Ngày 4 tháng 8, Ichigo tái đấu với Abare Renji. Sau trận chiến, Byakuya ra lệnh tống Renji vào tù. Hanataro dành cả đêm để chữa trị cho Ichigo và phát hiện ra rằng một chiếc mặt nạ hơ lâu đã xuất hiện trên cơ thể của Ichigo để bảo vệ anh khỏi đòn tấn công của Renji. Vào ngày 5 tháng 8, vào ban ngày, linh hồn giới phát hiện ra thi thể của Aizen Sosuke, đội trưởng đội 5. Ichigo đã có trận đấu với Zaraki Kenpachi, đội trưởng đội 11. Chad cũng chạm trán với Kyoraku Sunsui, đội trưởng của đội 8. Và ban đêm, ngày đầu tiên của khóa huấn luyện Bankai của Ichigo, Uryu đấu với Kirosuchi Mayuri, đội trưởng đội 12. Hisugaya Toshiro, đội trưởng của đội 10, đấu với Ichimaru Gin, đội trưởng của đội 3. Ngày 6 tháng 8, ngày hành quyết Rukia, Kenpachi quyết định giúp đỡ Ichigo. Từ đó, bắt đầu trận đánh giữa Kenpachi với Tosen Kaname và Komamura Sajin. Ikaku và Yumichika đi theo đội trưởng, cũng có trận chiến lần lượt với Iba Tetsuzaemon và Hisagi Suhei. Trong cùng ngày, Renji đấu với Byakuya. Đây cũng là ngày thứ hai của khóa huấn luyện Bankai của Ichigo. Ngay khi cuộc hành quyết của Rukia bắt đầu thì Ichigo xuất hiện và gián đoạn nó. Tại đây, Ichigo có cuộc tái đấu với Byakuya. Đại đội trưởng Yamamoto cũng chiến đấu với Sunsui và Ukitake. Yuichi thì chiến đấu với Sôi Phong, đội trưởng đội 2. Cùng lúc đó, Kurosaki Isin, cha của Ichigo, lấy lại được sức mạnh tử thần sau 20 năm. Hisugaya phát hiện các thành viên của hội đồng 46 đã bị thảm sát. Masumoto Rangiku có cuộc chiến với Kira Izuru. Aizen được tiết lộ là còn sống, hắn đâm Hinamori và làm cho Hisugaya bị thương nặng. Aizen cũng tiết lộ ảnh hưởng của mình đối với tất cả các sự kiện từng xảy ra. Hắn trốn thoát đến Huekomundo cùng Gin và Tosen. Ichigo và những người bạn của anh được ghi nhận là đã cứu linh hồn giới. Ngày 7 tháng 8 cho đến ngày 13 tháng 8, Ichigo và bạn bè của mình dành một tuần ở linh hồn giới để nghỉ ngơi. Rukia thông báo với Ichigo rằng cô sẽ ở lại linh hồn giới. Ukitake đưa cho Ichigo huy hiệu tử thần thay thế. Sau đó cả nhóm quay về nhà, nơi Urahara gặp họ và xin lỗi Ichigo. Trong khi trở về nhân giới, Ichigo và những người bạn của mình một lần nữa bị truy đuổi bởi Kotatsu. Không rõ ảnh hưởng của nó đến thời gian là gì, nhưng chúng ta không gặp lại cả nhóm cho đến khi bắt đầu học kỳ thứ 2 của năm học. Ngày 1 tháng 9, Ichigo trở lại trường học để bắt đầu một học kỳ mới. Anh phát hiện ra rằng Tatsuki có thể nhìn thấy huy hiệu tử thần của mình. Sau đó Ichigo chiến đấu với Hollow và biết được từ Orihime rằng Ishida đã mất đi sức mạnh Quincy. Ngày 2 tháng 9, Shinji đến trường và giới thiệu với Ichigo. Vào ban đêm, Ichigo trao cơ thể của mình cho con và đi chiến đấu với một Hollow, từ đó chạm trán và biết được bản chất thật của Shinji. Shinji cho Ichigo cơ hội tham gia Visor nhưng Ichigo đã từ chối. Vào cùng ngày, Ishida bị tấn công bởi một Menos Hollow và con thì bị tấn công bởi Grand Fisher, kẻ đã nhầm cậu ta với Ichigo. Ishida được cha anh là Ishida Ryoken cứu và con thì được giải cứu bởi Kurosaki Isin, cha của Ichigo. Ngày 3 tháng 9, Ichigo đối đầu với Shinji ở trường.
Ishida chấp nhận lời đề nghị của cha mình là lấy lại sức mạnh Quincy, đổi lấy việc không quan hệ với tử thần. Yami và Unkiora xâm lược thị trấn Karakura. Sau khi đụng độ hai Espada, Orihime bị mất khả năng tấn công. Ngày 7 tháng 9, Ichigo gặp lại đội hỗ trợ của Hitsugaya bao gồm Rangiku, Rukia, Renji, Ikaku và Yumichika. Grimzo dẫn đầu nhóm của mình trong một cuộc tấn công thị trấn. Từ đó Rukia đấu với Leroy, Ikaku đấu với Edrat, Renji đấu với Ifort, Toshiro đấu với Saolong, Rangiku đấu với Nakem, Ichigo đấu với Grimzo. Tuy nhiên đã bị ngăn lại bởi Tosen và buộc Grimzo quay trở lại Hueco Mundo. Trong Hueco Mundo, Grimzo bị mất đi cánh tay và cấp bậc của mình. Ngày 8 tháng 9, Ichigo đến căn cứ Visor. Chad tìm đến Urahara đã được huấn luyện. Ishida bắt đầu lấy lại sức mạnh Quincy. Từ ngày 8 tháng 9 cho đến ngày 29 tháng 10, linh hồn giới phát hiện ra ý định thực sự của Aizen. Orihime đưa tin tức tới cho Ichigo và gặp những người còn lại của Visor. Hachi khôi phục khả năng tấn công của Orihime. Sau đó Orihime rời đi cùng với Rukia để luyện tập trong linh hồn giới. Ngày 29 tháng 10, 4 Espada tiến đến nhân giới, kéo theo cuộc chiến của Toshiro với Luffy, Urahara với Yami và Ichigo tái đấu với Grimzo. Orihime bị chặn bởi Unkiora trong Dangai khi đang trở về từ linh hồn giới và có 24 giờ để nói lời tạm biệt với mọi người. Ngày 30 tháng 10, Hachi chữa lành cho Ichigo và đưa anh ta về nhà. Orihime để lại cho Rangiku và Hitsuaga ghi chú về cách chăm sóc ngôi nhà. Sau đó cô đi vào phòng của Ichigo vào ban đêm và nói lời tạm biệt. Ngày 31 tháng 10, tại nhân giới, vào ban ngày, Ichigo biết được Orihime đã mất tích. Đại đội trưởng Yamamoto tuyên bố Orihime là kẻ phản bội và cấm mọi cuộc giải cứu. Ichigo phải đối mặt với Tatsuki ở trường. Vào ban đêm, Urahara đưa Ishida từ bệnh viện của cha cậu ấy, Ichigo, Chad và Ishida đến Hueco Mundo vào một lúc nào đó trong đêm. Ngày 31 tháng 10, tại Hueco Mundo, Aizen chào đón Orihime và yêu cầu cô chữa lành cánh tay của Grimzo. Sau đó thì Aizen giải thích bản chất sức mạnh của cô ấy. Grimzo giết Luffy và lấy lại thứ hạng của mình. Từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, Ichigo rời nhân giới và đến Hueco Mundo. Ngày 1 tháng 11, tại Hueco Mundo, Aizen và Orihime cảm thấy chấn động khi nhóm Ichigo tới nơi. Renji và Rugia cũng đến để hỗ trợ giải cứu Orihime. Vào sáng hôm đó, Aizen đã triệu tập một cuộc họp của Espada nhưng cấm họ đuổi theo những kẻ xâm nhập. Ngày 1 tháng 11 tại Las Noches, Ichigo chiến đấu với cựu Espada, Dodoni, Uryu và Sado cũng chiến đấu với hai cựu Espada khác. Rukia đấu với Aaroniero, Espada số 9. Ichido đấu trận đầu với Unkiora, Espada số 4. Renji và Urui sau đó đấu với Espada số 8. Sau đó, Ichigo tái đấu với Grimzo và đây cũng là trận chiến cuối cùng. Sau khi chiến thắng, Ichigo và Neliel đấu với Noitra, Espada số 5. Các đội trưởng cũng xuất hiện cứu nguy. Byakuya đấu với Zomari, Espada số 7. Mayuri đấu với Espada số 8 thay cho Renji và Urui đang bị thương. Kenpachi đấu với Noitra, cứu Ichigo một bàn thua trông thấy. Trong khi đó, Aizen khởi động cuộc xâm lược trắng. Ở Hueco Mundo, lúc này chỉ còn lại hai Espada. Ichigo lao tới đấu với Unkiora trận cuối cùng. Yami, Espada số 10 nổi cơn thịnh nộ. Rukia đấu với Rudobon, đội trưởng đội hành quyết của Aizen. Sau khi Ichigo giành chiến thắng trước Unkiora, Mayuri đã đưa Ichigo và Unohana đến nhân giới. Kenpachi và Byakuya trở lại để chiến đấu với Yami, nay đã trở thành Espada số 0. Ngày 1 tháng 11, tại thị trấn Karakura giả, Aizen đối mặt với Gotei 13, Yamamoto bẫy Aizen, Gin và Tosen bên trong một nhà tù bằng lửa. Trong cùng ngày, để bảo vệ các cột trụ của thị trấn, Yumichika, Izuru, Suhei và Ikaku đối đầu với các Fraction của Espada số 2. Các đội trưởng cũng tham chiến, Soi Phong và Omaeda đấu với hai Fraction còn lại của Espada số 2. Rangiku và Momo đối đầu với Fraction của Haribel, Espada số 3. Bọn chúng tạo ra con Chimera gây sát thương lớn tới hai nữ đội phó và cuối cùng bị tiêu diệt bởi đại đội trưởng. Hai đội trưởng Ukitake và Kyoraku đấu với Espada số 1. Toshiro đấu với Haribel, Espada số 3. Gundawes đến cùng với Huller. Lợi thế đảo ngược về phía Gotei 13 khi nhóm Visor xuất hiện. Hachigen và Soi Phong giành chiến thắng trước Baragan, Espada số 2. Lớp Aikawa, Rozuzo và Sunsui đấu với Coyote Stark và cũng giành chiến thắng. Khi Hitsugaya
Lisa và Hiyori đến chiến đấu với Harry Bell thì Aizen đã trở nên mất kiên nhẫn và tấn công chính Harry Bell, sau đó mời Gotye 13 và nhóm Visor trực tiếp chiến đấu với mình. Mashiro và Kensei đấu với Wonder Waves, đội trưởng Komamura và Suhei đấu với Tosen, Shinji đấu với Aizen. Khi Gotye 13 và nhóm Visor đấu với Aizen thì Ichigo xuất hiện. Đại đội trưởng Yamamoto sau khi bị Wonder Waves phong ấn Bankai thì đã hy sinh cánh tay trái của mình để thực hiện đòn cảm tử chống lại Aizen. Kurosaki Isin, cha của Ichigo cũng xuất hiện cùng với Urahara và Yoruichi. Cuối cùng, sau trận chiến ngắn với Isin, Urahara và Yoruichi, Aizen cùng với Gin rời đến linh hồn giới. Sau khi Aizen để lộ sơ hở, Gin đã tấn công Aizen nhưng thất bại. Cái giá phải trả chính là mạng sống của anh. Sau khi được bố giúp đỡ, Ichigo học được Getsuga cuối cùng và đấu trận cuối với Aizen. Sau trận chiến long trời lở đất, Ichigo giành chiến thắng khi phong ấn của Urahara đặt lên người Aizen đã có hiệu quả. Mayuri đưa thị trấn Karakura trở lại nhân giới. Hiyori được Unohana cứu và Byakuya cùng Zaraki trở lại linh hồn giới sau khi đánh bại Yami. Ngày 11 tháng 11, Aizen bị hội đồng 46 kết án 18.800 năm ở Muken, tầng thứ 8 và cũng là tầng thấp nhất của nhà tù dưới lòng đất. Ngày 2 tháng 12, Ichigo tỉnh dậy trong phòng của mình, xung quanh là những người bạn. Rukia xác nhận rằng Ichigo sẽ mất hết linh lực. Sau đó, Rukia và Ichigo nói lời từ biệt khi linh lực cuối cùng của Ichigo biến mất. Vào tháng 5 của năm 2003, vào lúc 7 giờ sáng của một thứ hai nào đó, 17 tháng sau khi mất đi sức mạnh, Ichigo vẫn tiếp tục cuộc sống như một thiếu niên bình thường. Cùng với đó thì hai em gái của anh là Karin và Yuzu chuẩn bị cho buổi lễ nhập học của họ. Chiều hôm ấy, Ichigo ngăn chặn một tên cướp và trả lại chiếc ba lô bị đánh cắp cho chủ nhân của nó, người tình cờ sở hữu huy hiệu tử thần thay thế. Một thứ năm nào đó của tháng 5, từ sáng cho đến khoảng tầm trưa, một nhóm côn đồ chiến đấu với Ichigo và Urui. Sau đó Ichigo được đưa đến Udagiya Shop. Ginzo Kugo xuất hiện cùng với bát mì ramen và hỏi Ichigo về Isin, cha của anh. Anh ta chính thức giới thiệu bản thân với Ichigo và trao cho anh một tấm thẻ đặc biệt. Từ khoảng chiều cho đến đêm hôm đó, Urui bị tấn công và phải nhập viện. Ichigo và Orihime đến thăm Urui tại bệnh viện. Sau khi từ bệnh viện về, Ichigo gọi điện đến Execution và được chào đón. Qua điện thoại, Ichigo được biết anh nên gặp Kugo khi nào và ở đâu. Ngày thứ 6 của tuần đó, từ sáng cho đến khoảng tầm trưa, Orihime đến thăm nhà của Sado nhưng phát hiện ra rằng không có ai ở đó. Sado sau đó được tiết lộ là một Fullbringer. Từ khoảng chiều cho đến đêm hôm đó, Tsukishima và đàn em đến gặp và tấn công Orihime. Vào lúc đêm, Ichigo được kể về Tsukishima Suguro. Anh chứng kiến Isin và Urahara gặp nhau trong một con hẻm nhưng quyết định không đi theo họ. Ngày thứ 7 của tuần đó, từ sáng cho đến khoảng trưa, Orihime nói chuyện với Sado về Tsukishima. Sau đó thì Ichigo và Ginzo có một trận chiến nhẹ với Tsukishima. Vào tối hôm đó, Orihime được gọi tới để chữa lành vết thương cho Urui. Sau đó thì Sado đã gặp Orihime. Từ khoảng 11h37 phút chiều thứ 7 cho tới 1h05 phút sáng chủ nhật, Ichigo tiếp tục tập luyện Fullbring của mình trong Fullbring của Yukio, kẻ xâm nhập phải chết. Orihime và Sado cũng vào khoảng không gian bên trong của Fullbring ấy. Cuối ngày, Ichigo hoàn thiện Fullbring của mình. Vào ngày chủ nhật, lúc 1h05 phút sáng, mọi người thoát ra khỏi Fullbring của Yukio. Sau đó, Ichigo và Kugo chuyển đến một nơi ẩn náu bí mật. Ichigo và Kugo được phát hiện và đưa đến biệt thự của Tsukishima. Từ đó nổ ra trận đánh giữa Ichigo và Kugo với Tsukishima và Execution. Kugo thực ra là kẻ phản bội, hay đúng hơn là đồng bọn của Tsukishima ngay từ đầu. Trong lúc tưởng chừng như Ichigo sẽ thất bại, thì Rukia xuất hiện và phục hồi sức mạnh cho Ichigo trở lại thành một tử thần. Gotye 13 gồm 3 đội trưởng và một tam tịch quan cũng đến. Quá khứ của Ginzo được tiết lộ rằng hắn cũng từng là một tử thần đại diện. Ginzo chia sẻ Fullbring của Ichigo với các thành viên Execution khác. Yukio đưa mọi người vào các phòng khác nhau để chiến đấu. Kenpachi đấu với Hiriko, Toshiro đấu với Yukio, Ikaku đấu với Shishigawara, Renji đấu với Zeki, Rukia đấu với Riruka, Byakuya đấu với Tsukishima, Ichigo và Urui đấu với Kugo. Sau khi Ichigo và mọi người giành chiến thắng, Tsukishima đã đánh lén Ichigo và Rukia đã lao ra đỡ đòn. Sau đó, Tsukishima chết, Zeki chôn xác của Hiriko. Hiệu ứng cuốn sách của tận cùng, năng lực của Tsukishima đã bị xóa tan. Renji đưa xác của Ginzo đến linh hồn giới. Vài tiếng sau, Ichigo đến linh hồn giới và yêu cầu Gotye 13 trả lại cơ thể của Ginzo.
Cùng lúc đó thì Riruka quyết định nhảy lầu. Vừa rồi là video về dòng thời gian của Bleach mà chúng mình đưa đến cho các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho Manga Anime Official để chúng mình làm ra được nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Mà cũng bởi vì nó miễn phí mà. À, nếu các bạn thích bọn mình làm video về dòng thời gian của một số series khác thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho mình biết nhé. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!